Alo alo, hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Wow, thì bữa nay lâu lắm rồi các bạn mới có cái code nè. Code không biết là có xịn không các bạn ơi, nhập code ha. Vô trong phần cài đặt này các bạn ơi, nhập couple. Đây, nhập cái code này vô thì các bạn Sake IT 2022 nhé các bạn ơi. Thì code này mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhập vào nha. Đây rồi các bạn ơi, đây phần thưởng couple này các bạn ơi. Bạn đã nhận được phần thưởng couple đu lăng hả? Đu lăng hả? Ui, một bộ trang phục các bạn ơi. Trời đất ơi. Ủa là trời. Rồi mắt mũi rồi tay chân đó hết tiêu mất tiêu rồi các bạn. Chờ để mình mang bộ trang phục này vô đã. Ủa là trời. Ủa là trời các bạn, cái gì đây? Ủa rồi mắt mũi rồi đó rồi, cái đầu của mình đâu? Cái này là hình như cái đuôi con lăng các bạn ơi. Vậy là cái cốt này này giống cái cốt hồi bữa các bạn là và sẽ có mấy cái cốt luôn ha. Đuôi con lăng nè, mình con lăng nè, với cái đầu lăng nữa các bạn, cái đầu múa lăng á. Con lăng mà các bạn hay xem múa lăng rồi đó các bạn. À, cái này là cái đuôi ha, cái đuôi con lăng nha các bạn. Bạn thấy cái đuôi đằng sau không? Đấy, cái đuôi con lăng này các bạn. Ui là chơi. Vậy là thiếu cái đầu lăng đó các bạn. Ít bữa có trò chơi là múa lăng ấy. xịn nha các bạn. Hiện tại là khách của mình đang 60 nè. Đấy, không biết từ sáng giờ các bạn đã leo lên nhà mình để mà bắt cua chưa, cái tháp băng vô cực của mình chưa ha. Thì mình mới đi con hôm qua đó các bạn ơi. Đây. Đây, thì code thì mình sẽ để dưới phần mô tả video cho các bạn nha. Phần comment game rồi luôn nha các bạn ơi. iOS thì mình cũng để link phía dưới luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng bộ trang phục đuôi con lăng này để mà leo cái tháp băng vô cực của mình ha các bạn ơi. Tháp băng vô cực của mình thì hơi bị khó luôn. Đây thì chúng ta sẽ bắt đầu quẹo qua chỗ này ha. Và bắt đầu nhảy nha mọi người. Rồi nhảy chỗ này ha. Rồi đấy lên chỗ này nha các bạn. Thì vô tới đây là có mấy cái trụ cây nè, cái giống mấy cái thông đó các bạn. Rồi các bạn nhảy lên ha. Đấy, quá là đơn giản luôn các bạn. Các bạn mà leo quen rồi nhảy đơn giản lắm. Đây, đấy. Rồi cái màn 1 này là cái màn hơi bị dễ luôn. Không biết là một mình có đi qua được mấy màn nữa các bạn. Mà mình khuyên các bạn vào nhà mình bắt cua á, leo tháp băng vô cực á thì các bạn đi theo nhóm nha. Chứ đi một mình là khó để mà bắt cua lên tới đỉnh lắm. Rồi. Này mình đi co mà mình cũng bắt cua được luôn á các bạn ơi, khó lắm. Đấy. Vô tới đây ha. Đấy, qua mấy cái cây này là cũng hơi đuối nè các bạn. Đấy, hơi bị khó ha. Chỗ này thì các bạn nhảy má tầm mới được nha. Đó, chỗ này thì có một cái gì đó khó mới được các bạn. Đấy, đó nhảy má tầm ok không các bạn? Rồi nhảy qua đây. Đấy, ok luôn. Cái đuôi con lăng này hơi bị hài đó các bạn ơi. Rồi nhảy qua mấy cái trụ này ha. Mấy cái trụ này nữa các bạn ơi. Đấy. Mấy cái trụ này thôi không dễ đâu nha các bạn, không dễ đâu nha, khó lắm đó nha. Mình làm lúc ngắn lúc dài không có dễ đâu nha. Đấy ui khó nha các bạn. Đây là cái trụ xa nè, đó các bạn phải để ý nha, dòm ấy để ý mới được. Đấy khó lắm nha các bạn. Rồi một cái phía dưới nè. Đấy ui xém rớt luôn, thấy không các bạn? Trời đất, mình đi một mình do mình đang mở tiệc các bạn, mình mà không có tay le được, không biết là mình đi lên tới đâu nữa. Trời ơi, mình cứ cố gắng thôi các bạn ạ. Đấy, rồi lên tới này thôi. Bạn kia nhảy cũng ok lắm kìa. Ui. Rồi bây giờ qua bên đây ha. Ui trời ơi, cái đuôi con lăng này tắc cười quá các bạn ơi, không thấy đường hết mà sao mà nhảy được hay ghê. Rồi cái này cũng khó nè các bạn. Ui xém rớt các bạn. Trời ơi nguy hiểm quá. Trời ơi, mình đi co mình bắt cua cũng khó đó mọi người. Rồi bây giờ sao xuống ta? Giờ là mình nhảy một cái qua bên kia luôn được không các bạn? Đây, nhảy một cái qua đây luôn. Đừng tắt nha mọi người. Đừng tắt nha. Ai xem video này sẽ biết đừng tắt đó. Đây, rồi bây giờ mình sẽ bắt cua qua chỗ này nha mọi người. Không biết là mình đi trời ơi các bạn ơi. Trời đất ơi, xém rớt xuống rồi. Rồi, bắt đầu nha mọi người. Mình sẽ bắt đầu bắt cua từ chỗ đây. Hơi khó nha mọi người, do cái tiền của mình đang 60 người á, cho nên là cũng hơi bị giật một xíu thôi. Giật một xíu mọi người ơi, mình rung luôn á. Giật quá. Ở chỗ này thì các bạn đứng mép xíu nè chứ không. Rồi cái đuôi con lăng này nó bự quá sao mọi người. Nó bự quá sao cho mình nhảy chỗ này không được vậy. Trời đất ơi. Cái đuôi con lăng này nó bự quá mọi người ơi. Do cái này mình làm đây được rồi mọi người ơi. Trời đó, cái đuôi con lăng này nó bự quá mọi người. Bình thường á các bạn nhảy chỗ này nè, các bạn để nhân vật nhỏ thôi là nó không bị đụng. À, từ từ nha mọi người, từ từ nha. Mình làm lại chỗ này nha. Ok luôn mọi người ơi. Rồi,
tới cái màn này, cái màn khó nhất của cái tháp băng vô cực của mình nè các bạn ơi. Mình chắc mình ghi rớt chỗ này quá, cho nên các bạn phải đi theo tem ha, đi theo tem mới ok nha các bạn ơi. Đấy, cái này thì hơi khó đó nha. Đó, hơi bị khó chỗ đó nha các bạn ơi. Thôi, mình leo thư sơ sơ cho các bạn xem ha, chứ cái này các bạn leo theo tem mới dễ. Tại vì cái đường cho nó khó lắm, có tem ok hơn các bạn. Ôi, rồi, cái trang phục kỳ lân này nó đẹp ghê các bạn ơi. Bữa sau thì chắc chắn còn thêm vài cái cốt nữa, đó là cốt đầu của kỳ lân các bạn, để các bạn có thể đi múa lân vào dịp Tết ha. Sự kiện cốt này là cốt của dịp Tết đó các bạn ơi. Và các bạn thấy video này vui, hữu ích, hãy giúp mình một like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Cốt thì mình để ở dưới phần mô tả nha mọi người. Bye bye.